Xin chào tất cả mọi người nhé. Học Hà sẽ lại chơi kiểu pha làng pha xóm tí. Mình không có chơi chuông mõ bát hương vòng bi bạc đạn thì mình chơi tự kiểu gõ kiểu percussion này thôi. Nhưng mà khuyến cáo trước là các bác nào mà chưa phơi loa được nắng thì đừng có làm theo nhá. Loa mà có lòi côn bay màng rách màng thì các bác cứ tự chịu, đừng đổ vạ cho em nhá. Giờ mời các bác cùng thử thức nhá, tí bổ gõ tí này. Tạm dừng tí này. Thank you.
Úi dồi ôi. Đi là cẩn thận mà. Chết rồi. Just coming. Rồi xin chào các bác nhé.